Ngày 30 tháng 11, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn thành công một mục tiêu trên không từ Liban phóng về phía lãnh thổ quốc gia do Thái. Người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban cho biết đã phát hiện một vụ phóng từ Liban hướng tới lãnh thổ Israel. Sau đó, Israel đã đáp trả. Liban chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Thời gian qua, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã giao tranh quyết liệt ở biên giới Liban-Israel các cuộc đụng độ đã gây thương vong cho cả dân thường Ly Băng. Khoảng 55.500 người Ly Băng đã phải di dời do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah kể từ ngày 7 tháng 10. Liên quan vụ xung đột Hamas, Israel, văn phòng thủ tướng Israel thông báo, 6 con tin Israel được phóng thích ở giải Gaza đã trở về Israel vào đêm ngày 30 tháng 11, giờ địa phương, và giờ trước khi thời gian ngừng bắn kết thúc, qua đó, nâng tổng số con tin được thả trong ngày lên 8 người. Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng này coi hai phụ nữ Nga gốc Israel được thả ngày 29 tháng 11, ngoài 10 người được yêu cầu, là một phần của nhóm con tin được phóng thích trong ngày 30 tháng 11, do đó, số lượng con tin được thả trong ngày 30 tháng 11 là 10 người. Thỏa thuận ngừng bắn quy định rằng, tối thiểu 10 con tin Israel phải được thả mỗi ngày. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào lúc 5 giờ ngày 1 tháng 12, giờ GMT, tức 12 giờ cùng ngày, giờ Việt Nam. Về phần mình, Qatar, Quốc gia đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận trao đổi tù nhân và con tin giữa Hamas và Israel xác nhận, các công dân mang hai quốc tịch đến từ Uruguay, Mexico và Nga nằm trong số 8 con tin Israel được lực lượng Hamas trả tự do trong ngày 30 tháng 11. Ngoài ra, ông An Ansari cho biết thêm 30 người Palestine sẽ được thả khỏi các nhà tù của Israel để đổi lấy tổng cộng 10 con tin ở Gaza, trong đó có hai công dân Nga đã được thả ngày hôm qua.